Quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em sẽ tổng hợp lên sóng và báo giá một dàn xe tập lái che mưa che nắng mà giá tiền chỉ có từ vài chục triệu đồng thôi. Đấy, thay cho một chiếc xe máy các bác nhé. Mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu. Đấy. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe tập lái che mưa che nắng hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em, alo cho em. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe che mưa che nắng tập đi tập lái mang biển kiểm soát Lạng Sơn 12A. Một mẫu xe trend về Luxembourg, xe tư nhân chính chủ, không qua đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy. Máy lổ mà còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số thì rất là ngọt, động cơ chỉ với 0.8. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với 4 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé. Đấy. Một mẫu xe trend về Luxembourg, vâng, thương hiệu của nước Mỹ, giá tiền để cho anh em là chỉ có 85 triệu đồng. Bao hồ sơ cho anh em. Đấy, 85 triệu đồng các bác nhá. Đấy, mẫu xe trend về Luxembourg 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác ạ. Đấy, rất là ok. Một mẫu xe tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu nước Mỹ, vâng. Sơn xi màu bạc, cam kết các bác là xe không lỗi các bác nhá. Đấy, zin cả xe luôn, keo chỉ zin. Đấy, máy số thì con này thì đã làm rồi các bác nhá. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, để cho anh em là 85 triệu đồng, bao hồ sơ cho anh em. Hyundai Getz đời 2010 đời chót các bác nhá. Đời chót, bô lăng gật gù, hai đèn trần, na răng đúc, bốn bánh, túi khí đầy đủ luôn. Biển kiểm soát Thái Bình. Đấy, con này thì để cho anh em chỉ có 125 triệu đồng. Đấy, bao phê, bao zin, bao rẻ cho quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Hyundai Getz, giá tiền chỉ có 125 triệu đồng. Alo cho em. Đấy, có cả màn hình Android cam nuôi đầy đủ rồi. Đấy, mẫu xe Hyundai Getz bản đủ các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn cho người lái các bác này. Màn hình Android. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, mẫu xe đeo biển kiểm soát Thái Bình quê lúa các bác này. Bác nào mà cần tìm cái mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được đồ thì đây em có một mẫu xe Kia Morning. Đời 2013, đăng ký và lăn bánh là đầu 2016 các bác nhá. 2016 em mới xuống đường, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là 170 triệu đồng. Đấy, chỉ với 170 triệu đồng, đấy, anh em đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, con này nó là bản van các bác nhá. Đấy, số tự động này. Đấy, số tự động các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, động cơ em nó chỉ với 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người các bác nhé. Đấy, sơn xi này rất là đẹp luôn. Kia Rio nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Đấy, biển kiểm soát thì em đã rút hồ sơ rồi. Đấy, con này hồ sơ cầm tay rồi các bác nhé. Con này trước của nó là biển Thanh Hóa các bác này. Đấy, trước biển Thanh Hóa các bác nhé. Bây giờ thì em rút hồ sơ về tên rồi. Sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc thôi. Để cho anh em là 172 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho anh em nhé. Đấy, bao gồm phí sang tên cho các bác mà giá chỉ có 272 triệu đồng. Đấy, 272 triệu đồng, hàng nhập khẩu nguyên con, mẫu xe phải nói rất là đẹp các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Mẫu xe Kia Morning đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Vâng, mẫu xe Kia Morning bản này nó là bản SI, gọi là bản C, bản đủ, số tự động. Đấy, số tự động các bác nhá. Con này thì giá chỉ có loanh quanh hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, cam kết các bác là xe rất là đẹp, không đâm xô, không tai nạn và không ngập nước, không taxi, không dịch vụ các bác ạ. Đấy, túi khí đầy đủ luôn các bác nhá, ABS. Đấy, gương kính chỉnh điện, có cụp xe. Con này thì để cho anh em là đâu đó nó chỉ có 272 triệu đồng. Đấy, 272 triệu đồng, đời 2016 các bác nhá. Đấy, đời thì rất là cao. Đấy, số tự động luôn các bác nhá, xe gia đình sử dụng luôn. Vậy thì anh chị nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, xe thì bên em còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, đời cao, đời thấp. Đấy, giá rẻ chỉ từ 85 triệu đồng này, 60 triệu đồng này, có đủ luôn các bác nhá. Mẫu xe trend về Luxembourg đời 2011 này. Con này thì để cho các bác là 76 triệu đồng. Đấy, 76 triệu đồng, đời 2011 các bác nhá. Đấy, con này thì
có qua dịch vụ mà con này xe gia đình các bác này. Đấy, em có hai con, một con màu đỏ và một con màu bạc. Đấy, bác nào thích chọn xe gia đình không khoan đục thì em có một con màu bạc. Và con này thì để cho anh em là đâu đó là chỉ có 76 triệu đồng. Đấy, 76 triệu đồng cho một mẫu xe che mưa che nắng tập đi tập lái các bác nhá. Đấy, nội thất ghế da màu đen. Đấy, sơn si thì màu đỏ. Biển kiểm soát Hà Nội các bác này. Đấy, biển Hà Nội 5 triệu ngôi. Giá thì rất là ngon, bỏ và rẻ các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hòa Bình. Vâng, Hòa Bình ơi các bác này. Đấy, đây là một mẫu xe Trend Velas Spark đời 2010. Đấy, biển kiểm soát 28A. Vâng. Một mẫu xe phải nói là mua về che mưa che nắng này, tập lái này, thay cho một chiếc xe máy thì rất là ok luôn. Mà giá thì chỉ có 75 triệu đồng. Đấy, 75 triệu đồng anh chị, quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe 5 triệu ngồi. Đó là một mẫu xe Trend Velas Spark, máy lộ mà còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số thì rất là ngon. Ở đây các bác 66 triệu đồng thì để các bác 60 triệu đồng các bác này. Đấy, Trend Velas Spark đời 2009 các bác nhé. Sơn si thì màu xanh cốm này. Đấy, biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, để cho anh em là chỉ có vài chục triệu đồng thôi, 60 triệu đồng. Đấy, 60 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe thay cho một chiếc xe máy các bác nhé. Mưa không đến mặt mà nắng không đến đâu. Đấy, anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu đúng mệnh đúng chân cái mẫu xe. Đấy, che mưa che nắng tập đi tập lái thì cứ alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em các bác nhé. Mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Trung Quốc, Đài Loan ra. Đó là một mẫu xe BYD. Đấy, BYD sản xuất trong năm 2011. Đấy, giá tiền để cho anh em là 80 triệu đồng. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên con từ bên Trung Quốc, Đài Loan. Đấy, anh chị, quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, alo cho em. Vâng, 85 triệu đồng, bao hồ sơ cho anh em. Để cho anh em 80 triệu đồng luôn. Mang biển kiểm soát Thái Bình. Con này nó là một mẫu xe bản đồ các bác nhé. Đấy, bản đủ xe tư nhân chính chủ biển Thái Bình quê lúa này. Nó một mẫu xe i10 nhập khẩu bản đủ. Đấy, bản đủ thì nó có đèn lỏ start top. Vâng, có túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương. Đấy, một mẫu xe i10 bản đủ Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 180 triệu đồng đời 2014 mới nhá. Đấy, 2014 số sàn máy 1.0 Kia Morning. Vâng, mang nước sơn màu vàng mít này. Đấy, chỉ có 168 triệu đồng. Đấy, để cho anh em 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, tên tư nhân biển Hải Phòng.